mồm nó dẻo ấy. Hòa nó đi đâu nó cũng quay về mồm. Không nhưng mà ngon, ý là à, ngon nữa. Ngon lại ngon ha, quên. Ý là Hòa, Hòa. Em đã có một nơi đi trốn đi về em, rồi. Không, ý em là ngon là tức là ý em là một dạng mời Eric, mời Eric. Thôi phải em, được rồi, đủ rồi. Tiếc đi, dạng là... ngon không? Mời Eric, rồi. À em nghĩ rồi. Em đã mất lượt. Nói đi cưng, nói đi cưng. À rất trắng, rất mịn. Đẹp chưa? Dạng rất ngon. Ủa, nhưng mà ý là cái gì khen thật thì phải thật, phải nói thật. Không, em của chị. Hôm nay là một chương trình về giọng hát. Em Ok. Giữ bình tĩnh lại về những vấn đề đấy nhá. Em hiểu. Okay. Nhá. Ok em, anh giúp đỡ em của em. Em làm đúng, em làm đúng. Đẹp không? Đẹp. Dễ thương, xinh xắn. Ngon đấy. Em ơi chị bảo này, anh đưa em vào viện được không? Không. Bình tĩnh nhá. Những chuyện này rất tế nhị. Tế nhị nhá. Anh thở cùng em. Ok. Sao là giống đi đẻ quá vậy? Ba đứa hoạch trấn ngang nó mới vừa đó. Một mình nó là nó tháo quân bệnh viện luôn đó. Bây giờ chương trình mình là kỵ chữ ngon nha. Không phải massage luôn, làm một cái nghề rất ngon. Mọi người ơi, làm sao vậy? Đây là các thí sinh, không phải là thực phẩm chức năng mà ngon cái gì vậy? Cái gì vậy? Em thích ai? Cá rít. Mà Sam nó mê lộ liễu ra mặt luôn vậy đó. Tại anh nhân hỏi thì em nói rồi mà. Mà Sam cái mặt của mình nó hiện rõ lắm Sam. Cái mặt này nè. Kiểu giống như nói chuyện với Trường Giang, kiểu nói chuyện ba đó. Ba, con thích ảnh. Kiểu vậy. Sao Trường Giang? Cháu nó muốn quá rồi. Cháu nó đang mê quá rồi. Eric, bây giờ anh cho em nói tiếng lòng đúng không? Nhiều khi người ta tướp. Chưa có hỏi ý kiến của chàng trai. Em giờ em Hoàng Thùy với Sam. Em có gu với dài hay ngắn? Anh làm như vậy là người ta ép xong người ta tình. Em không nói về gu phụ nữ, em nói gu đàn ông được không ạ? Gu đàn ông được không ạ? Gu đàn ông được không ạ? Sam ơi, Sam. Ủa có thời buổi gì loạn hết vậy trời. Loạn lạc. Loạn lạc quá. Sam ơi, bắt đầu suy sụp cho em. Em suy sụp rồi. Tôi xét về khẩu hình học, mồm học. Chỉ cái mồm vừa rồi là một loại mồm. Mồm há. Không, mồm há linh hoạt. Một loại mồm há linh hoạt. Cái mồm mà hạng thương gia là sao? Mồm hạng thương gia. Ê, cái mồm hạng phổ thông là mồm gì? Đúng rồi, để nói luôn á. Mồm hạng phổ thông là... phổ thông là hạng như anh Đức. Đức ơi, sao yêu thương nhau lắm mà Đức? Nắm tay cho cố vô, tin giao cho cố vô, đẩy một phát. Một cái câu giống như là vả vào mồm em vậy Đức. Trời ơi, thấy không? Binh cho giữ vô, tay nắm chặt tay, làm nhân chứng. Mà chúng ta phải phân tích nha. Được đổi trả hay là giá rẻ? Đổi trả. Phổ thông linh hoạt nha. Anh Đức là một chiều đi không có chiều về. Ít ra mồm tôi chưa delay lần nào. Ủa cái mồm delay là sao Đức? Có nghĩa là nói ra rồi phải rút lời lại là bị vạ miệng đó anh. Đúng rồi, em nói ra chỉ có chuẩn. Cái này giống như là em đang giả về mặt ảnh thân của em. Phổ thông mồm em chưa bị delay. Phổ thông linh hoạt. Vậy cái mồm phổ thông linh hoạt, nói cho anh nghe xem ý kiến của em thế nào. Riêng về cái nha sĩ này, bạn nha sĩ này thì em là khách hàng tiềm năng á. Đây là hả? Riêng về bạn này, đang nghĩa duyên giác. Em nhận thấy rằng bạn này không phải là nha sĩ, bởi vì em đã đến rất nhiều, đã đến rất là nhiều phòng nha. Ok lắm anh ạ. Bạn này không phải nha sĩ. Và cái cách bạn ấy bẽn lẽn từ nãy giờ, em nghĩ là bạn ấy có một cái chút gì đó hát được. À, nhà bên đây mình có cần phải dọn thêm mâm cơm hay ly cà phê gì không? Tao nói tụi em hòa thuận dễ sợ, tao nói gia đình về gặp nhau cũng như là người trong gia đình vậy đó. À, dạ. Làm như là quên hết tất cả mọi người xung quanh luôn đúng không? Hàng chia Tuấn mặt buồn thấy rõ vậy đó. Thôi không sao đâu em,
đừng giấu gì hết. Nãy giờ em đang muốn nói chuyện với Mai Tài Phến đúng không? Nói một câu gì đó đi. Đến rồi. Ờ, ok. Hai đứa chào nhau mà như muốn lộn nhá. Hy vọng hai nhà hòa thuận nha. Từ giờ đến cuối chương trình mong là đừng có dĩa bay chén bay gì đó. Em cảm giác là bạn này hát được. Cảm giác như bạn là một nghệ sĩ underground. Màu lắm. Cái từ có vừa rồi bạn ấy hát ấy, em nghe từ có đấy em thích phết. Đấy, thấy không? Thấy chưa, tôi thông lắm. Yeah, yeah. Bỏ qua em, bỏ 1-0 từ 1-0 gỡ lại, mình đàn ông mình gỡ lại. Vậy là dạ như thiệt ha. Thiệt, em thấy em hoang mang quá à. Thiệt, không biết lá hồi ôm tiền hay ôm đầu máu gì. Em đâu có ăn nhậu gì trong cái cuộc tình này đâu, tự nhiên lâu em vô đây như vậy. Dạ, em giống như là thư ký trường quay vậy đó. Dạ, áo nó mượn áo của ba tôi hay sao mà sao rộng dữ vậy. Phải, phải. Style K-pop bây giờ ta mặc vậy đó. K-pop hả? Tại lẽ cái áo này là của tôi đi diễn hài. Cái áo này là mới của Style Eric nè. Cái sáng nó đổi. Nó giỡn thôi, nhìn cưng đúng không? Ừ. Phải skinny mới mặc được mấy cái này. Chứ cỡ bụng như Đức đâu mặc được. Đừng nhắc về vấn đề bụng. Hòa mình xin bên này nó ốm dữ rồi. Ờ đúng rồi, ốm quá con ơi. Ốm quá luôn. Không, ốm xinh chứ. Ốm xinh chứ. Đẹp như anh Đức vậy. Từ bao giờ anh Đức trở thành cái chuẩn mực của cái đẹp vậy em? Em chính là người mà anh Đức mang ra để so sánh đây. Em không thể để người khác xúc phạm nhan sắc của anh được nữa. Nó nghe nè, hai đứa đang chống đối nhau luôn đi em. Đi. Anh gả anh Đức. À em thì có rồi, em xin đừng nhường sự may mắn lại cho người khác. Trời ơi, con bé nó từ chối trong một cái cảm giác, cái tâm trạng mà hớt hải. Đoạn sợ đó. Anh biết không là em đã gả anh Đức hơn 7.000 chương trình không ai giận. Không ai giận. Em tưởng con quà nó ra nó khen tụi em mừng muốn chết. Ai ngờ cái nó đẩy luôn à, cái thứ gì đâu à. Tổn thương quá đi. Thật sự thì cái vấn đề đó mình chỉ nói vui thôi, chứ anh Thành sắp bỏ mối anh Đức ở chợ Bến Thành rồi. Yên tâm đi. Tuấn, nhưng nếu anh nói số 1 em cũng chọn, anh có nhường em không? Đúng, đúng. Nhường luôn. Hay quá chào ơi. Hay quá chào ơi. Hay quá chào ơi. Bị kiến cận ơi, chết em rồi. Bây giờ sao nào? Quyết định cuối cùng của Giang. Nếu anh đứng dậy anh vẫn chọn số 6. Em chọn số 6. Anh ngồi xuống đi. Anh, Phến, phải là anh có nhường em không? Đến giờ phút này anh chỉ biết im lặng thôi. Không lại. Em mà, nè, anh nói em nghe nè. Bây giờ em chọn số 1 đúng không? Đúng. Bây giờ Tràm nó cũng sẽ chọn số 1. Thì em nhường. Thì bây giờ số 1 sẽ được quyết định lại. Mà thế nào, em nhường, thế nào cũng vậy Tràm. Thì cuối cùng em vậy số 6 à. Đúng rồi Tuấn ơi. Người ta có câu là cá không ăn muối cá ương. Em cãi anh chị là trăm đường em sai đó. Đúng không? Nghe anh phân tích. Khi mình lựa chọn số 6, Thanh mình lấy, bại mình chịu. Nhưng mà mình mang tiếng là mình nhường cho phụ nữ. Nếu mà Thanh chọn số 1 thì ok. Chàng cũng đang băn khoăn mà. Em chọn số 1 mà. Phương Cà muốn chọn số 1. Phương Cà 1 rồi đúng không? Ừ. Ừ. Sao? Anh thôi anh chọn đi. Mình là man, mình phải nói cái gì đó để cho phụ nữ được có sự. Đầu tiên muốn chọn số mấy? Hỏi đầu tiên gì nữa? Giờ khẳng định luôn, chọn số mấy? Nói. Em muốn chọn số 6. Số 6. Đó là sự lựa chọn của Bùi Anh Tuấn nha. Vậy bây giờ Tram. Em chọn số 7. Okay. Gì vậy? Tuấn ơi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà không biết cái bài của anh Ngọc Lễ. Đừng tin những gì con gái nói. Em thấy chưa? Đàn ông không sợ cái gì hết, chỉ sợ lòng già của đàn bà. Vâng, em sợ ai luôn. Tranh cãi quyết liệt, có sự dụ dỗ rồi có mỹ nhân kế trong đó nữa. Cuối cùng thì đội Trường Giang đã chọn số 6, đội Trấn Thành chọn số 7. Mời hai em vào trong chuẩn bị. Anh biết là em đang rất là thất vọng bởi vì đã được chọn rồi, gần như là đã có được 10 triệu trong tay rồi, nhưng mà cuối cùng vì rất nhiều lý do khách quan em lại đứng ở đây một mình trơ trọi. Thôi thì bây giờ em cứ em hát tâm đi nha. Hãy hát xong ca với anh Mai Tài Phến. Hát cho mọi người nghe. Bạn này á là cầu thủ đá banh. Cái gì vậy? Tại sao? Trời đất ơi, bà ơi bà.
Hả? Thấy cái giò bự quá hả? Đúng rồi, nhìn cái bắp, nhìn cái bắp chân nè. Không, nếu như mà là chân chơi bóng bàn thì cái chân cũng to vậy, bởi vì phải di chuyển liên tục vậy nè. Bóng bàn đâu có chạy nhiều đâu, anh chỉ đứng qua đứng lại thôi à. Em nghĩ là hát không, với lại cái miệng của bạn đó có thể đưa cái micro xuống xíu cho em nhìn được không? Không. Ủa, đưa nè. Trời ơi, dễ tính ghê luôn rồi đó. Mê con Sam. Mê Sam. Mê. Rồi sao Sam, sau khi nhìn thấy cái miệng của bạn đó rồi sao? Thì em không có phát biểu gì hết. Tại vì nãy cái gì vậy trời? Em biểu người ta hạ cái micro xuống cho em dòm cho đã rồi em kêu em không có phát biểu gì hết. Tại nãy che em nhìn em tưởng là bị mớm. Mà để xuống em thấy là không đẹp trai. Ủa, em nghĩ là mớm là hát không hay ha em. Ê, dạ. Anh ơi, từ nãy giờ là bà Sam bán lo đĩa body bắp đùi rồi cái miệng mớm hay không? Cá hay hay không bà ơi? Ờ, em nghĩ là không hay đâu. Tuấn, em nghĩ bà này hát không hay. Em cũng nghĩ bà này hát không hay. Đó. Là một lần nữa người ta tìm cái tiếng nói chung với nhau rồi kìa. Mua vé máy bay chuẩn bị mình về nước em. Chắc sẽ bị loại ra khỏi vòng đấu bạn rồi. Lúc này mặc đồ cũng giống giống nhau nữa đó. Bởi vậy. Em ghen hả? Em ghen hả? Bày đặt bông đồ. Cũng lá không có thành. Tiền Giang, ai về cũng được. Nhưng mà đối đội Thành, ai về cũng vô thế. Đúng vậy, đúng vậy. Ông em chọn trước, em là phải đổi tuồng rồi đó. Em không có dùng tuồng cũ nữa. Năm nay em chọn anh Trấn Thành. Welcome em. Mời Hương Tràm. Để em ăn. Cái gì vậy? Mời Bùi Anh Tuấn. Gentlemen. Gentlemen. Tuyệt vời. Đàn ông như thế. Mày giận ai mà giận, bóp tay anh làm gì đau vậy? Xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giọng Hải Đồng Mai, chương trình cho công ty Điền Quân thực hiện. Hay quá. Kính thưa quý vị đã mến, chương trình với sự đồng hành của chuyên gia selfie Oppo Camera Phone. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng chào đón tất cả quý vị đến với chương trình và hy vọng sẽ mang tới cho quý vị nhiều tiếng cười thoải mái trong cái một ngày làm việc vất vả và một tuần làm việc vất vả vừa qua. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Nói hết luôn đi, ăn thịt tôi luôn đi. Cái gì vậy hai đứa? Trời ơi, nói lâu lâu thôi hai ba anh em mình xuất hiện chung cho nó xôm tụ thì phải chia nhau ra mà nói chứ cái gì đâu mà nhào vô họng anh nói trơn trọi hả? Anh rủ em ra thì em tưởng là anh nhiều khi anh lớn tuổi anh mệt thì em ra em giúp anh thôi. Nghệ sĩ người ta dị ứng nhất là đụng tới tuổi. Đúng vậy. 45 không phải là lớn. Cái gì vậy vậy? Cái gì là 45? Cái gì nữa? Em nói một tiếng công bằng để Thành. 46. Dạ thưa quý vị, em chưa tới cái con số đấy quý vị nha. Nha, con số bao nhiêu thì cho em được giữ bí mật, nhưng mà không tới con số đó. Dạ, em còn trẻ trung mơ mẫn thanh xuân hiệu đời. Nãy em thấy có một cái luyến. Có luyến nữa hả? Luyến nhẹ cái. Cha anh nghe không ra mà em nghe ra luyến luôn hả? Nhưng mà anh hát hay phô làm sao anh biết người ta luyến nhỉ? Có luyến. Trời ơi. Có nghĩa là không phải, ý anh nói là anh không hay luyến nên hát không hay. Nên anh thấy bà này có luyến, bà này hát hay. Trời ơi, con người em hai mà mặt chà mới nói cái gì vậy? Em nhìn thằng kia em nói anh là cái gì? Em nói thử đi coi 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 phở nó nói làm sao. Đố con phở nó dám nói khác em mà nó thiệt luôn á. Dễ thương quá. Đẹp trai lắm anh. Đẹp chưa? Dễ sợ thiệt. Cảm ơn hai đứa em, hai đứa em luôn luôn là những người chân thật nhất mà anh biết. Tình yêu là mù quáng. Dạ em tới em nha. Dạ. Chứ nãy giờ em thấy em lạc lõng quá. Mồm bạn ý trông kiểu rất là... Mồm sao em? Body ngon thì mồm sao? Mồm hả em? Mình gọi là miệng được không? Miệng đi. Miệng nhá. Không, là em thấy là miệng hát có... Là gì? Có gì? Có nhịp điệu em. Có. Không, không ạ. Nói chung là mồm có... À, miệng miệng em, miệng. Mồm há chuẩn. Mồm há chuẩn. Đúng rồi. Đó. Người ta bảo là khẩu hình đẹp. Khẩu hình đẹp đi. Chúng ta ở đây. Khẩu hình đẹp. Khẩu hình tức là hát phát âm cái chữ gì đó ra là cái miệng nó tròn trịa, nó đẹp đúng không? Là hát hay. Khi phát ra âm thanh nó sẽ hay. Đâu tròn lắm đâu. Hơi bẹt mà. Hoa đừng cãi em yêu thích về mồm. Em không cãi về mồm. Không cãi về mồm. Em sẽ nói về khẩu hình là em thấy không tròn. Không tròn. Sẽ không ok. Thì em cũng có cái nhìn giống với lại Caris với anh Thành là em cảm thấy là bạn này phải là có một cái làm cái công việc gì đó liên quan đến nghệ thuật. Và nhất là cái tạng chân của ảnh cũng hơi ú kiểu. Thì giống như là kiểu cái gì? Anh... Em dùng cái từ chân mà ú lên sao Sam? Sam nãy giờ thấy em để ý đùi đàn ông dữ lắm mà nghe. Không, em toàn
hết nói cái bắp dế của người số 1. Bây giờ em đẩy qua cái bắp đùi người số 2. Tao này hát hay đó. Sao? Cặp đùi của anh ta thế nào? Trưởng thành. Em thấy là mông của anh này. Hả? Mông của anh. Hả? Mông của anh này rất là cao. Tới mông luôn. Thật sự từ nhưng... nãy giờ bà vô đây để bà kiếm về, bà kiếm trai về phải không? Hả? À, bà hết bắp dế tới bắp đùi, bây giờ bà đẩy lên bắp mông. Bây giờ là mình không có nghe được giọng hát thì mình phải nhìn ngoại hình để mình đoán chứ sao giờ. Mà tại sao bao nhiêu chỗ không dòm dòm cái giọng ba của anh ta? Tại vì giọng ba của anh rất là nổi bật. Bây giờ anh nhìn cái anh đứng theo cái góc độ của em anh nhìn nè. Đúng rồi, thực sự là công, cực kỳ công luôn. Mà những người đàn ông mà mông công á là hát sẽ rất là ok. Trời ơi. Carrick, Carrick. Khoa học nào chứng minh? Carrick vậy là mông công lắm hả? Đứng nhìn đứng thử của Carrick quay. Cái định nghĩa này nó hơi lạ. Này lép mày ơi. Em đã nói rồi Tuấn, mà nghĩ gì là phải giữ chắc cái quan điểm của mình anh ơi, đừng để anh làm anh lung lay hết á. Trong khi mình chọn cái gì mới nói là mình là đàn ông, vừa nghe người ta xà qua số năm, không dám nói lên chính kiến của mình, đeo cặp mắt kiến đeo cũng như không đeo, không thấy được cái gì hết trơn hết rồi. Thấy không, hữu nhãn mà vô châu, có kiến mà không trồng. Em nói gì anh với Thành? Nói gì vậy? Anh chọn em là vì anh có cảm giác. Dạ ơi, tại sao em không đứng lên em nói gì với người ta đi? Em có lỗi mà dạ. Dạ. Em nói như đinh đóng cột là 357 mà. Đúng rồi. Đùi đùi. Nói đùi. Nhưng mà cuối cùng bây giờ anh chỉ hỏi em. Nhưng mà cuối cùng anh chỉ hỏi em. Ai là người bắt em dừng lại vòng 1? Ai? Nói đi, ai chọn em? Không biết ai mà nãy nghe câu cuối bạn hát ngàn chăng sao. Nhớ anh đêm đêm chỉ thẳng anh Giang. Ai em nói đi, ai? Đó, ngàn chăng sao nhớ anh đêm đêm. Nhớ anh đêm đêm. Anh muốn em phải dừng lại vì anh sợ em đứng trên đó em mệt. Trời ơi. Chắc cái người kia không mệt à. Đó là cách xin lỗi của một người đàn ông. Xin lỗi đàn ông thì kỳ cục vậy. Tấn, 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 đừng nói thêm, đừng làm anh nhục nữa. Mà em vừa tính nói nè, em thấy bạn hát chữ ta có hơi bị đớt một tí á. Trời ơi, dép. Bị đớt luôn hả? Dép đâu không? Cảm giác. Cảm giác. Dép, dép rồi mình biết anh đớt. Anh không tin chút nè. Anh không tin chút nghe nha. Anh ơi. Có nghĩa là cái chữ ta nó hơi nó bị sượng sượng một tí. Ta nhét không biết đớt luôn mà còn theo. Cái hình thôi mà nó biết liếm luôn đó. Ở đây. Không tin em nha. Hãy thi vào nhạc viện. Để trở thành giáo sư âm nhạc. Chứ cái khả năng em bây giờ là em điều khiển dàn nhạc giao hưởng á Vinh. Quá cảm ơn. Em cỡ đó rồi đó. Cảm ơn anh Giang Vinh Thành. Quá hay.